Như lỡ mà em cãi anh gì em bay vào đánh em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe. Không được thì dạ, quá thì anh bỏ anh đi thôi. Uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh? Giao nhiêu tiếp nhiêu à? Hả? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình cho hai bên cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Phương. Năm nay 32 tuổi. Và quê quán là ở chợ gạo Tiền Giang. Em mua bán sửa chữa điện thoại di động. Hiện tại mình làm việc ở đâu Phương? Dạ em làm ở chợ gạo Tiền Giang luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Và chào bạn nam. Em tên là Cẩm Duy, em đến từ Long An. Em là nhân viên văn phòng, hiện tại là em đang làm KCS cho một cái công ty gia công nữ trang ở Bình Chánh. Em đang ở nhà với gia đình là ở Cần Đước, Long An. Như vậy thì qua Long An thì sẽ tới chợ gạo. Dạ. Không sao, cũng chung trên một tuyến đường ha. Ưu điểm khuyết điểm của em? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn ngon, hát hay. Hát hay. Mà hát cái cho không khí nó xôm lên đi. Lỡ mai thân nghiệp anh về Long An, anh lấy vợ miên. Vợ miên nó hiền, nó không biết xài tiền. Nhìn thấy nó đen nhưng lại có duyên. Kiếm chi do việc tốn tiền xà bông, giấy phấn son nhàn nhạt. Trời ơi trời. Thế em gái có nhờ khuyết điểm gì không? Hồi nãy mới nói ưu điểm mà. Dạ, khuyết điểm của em là cũng rất là nóng tính, rất là cọc. Nói chung là khi mà em vấp phải cái vấn đề gì mà nó nan giải á, em không giải quyết được thì em rất là căng thẳng, và lúc đó em sẽ rất là điên. Ai mà chọc cho em gái là có thể quay qua cắn người đó liền. Hồi đó giờ cắn nhiều người chưa? Dạ chưa cắn ai hết chị. À, mới hù thôi, ta sợ. Dạ, mới hù thôi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, cũng dễ tiếp xúc lắm. Biết hát sơ sơ. Hát sơ sơ, giờ hát tặng bên kia gì đi. Ngày mình yêu, anh đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần cô liêu, em khóc cho đời viên xứ, dâng hiến cho người tình xa. Hay, rất em dán màn liền đúng không chị? Chưa có dán màn. Riêng ngoài ra mình còn có khuyết điểm gì không em trai? Khuyết điểm của em thì hay quên, hơi nóng tính xíu. Trời, bạn này cũng giống em. Với lại chị. Có rượu bia. Anh ơi, nóng tính sao anh? Ví dụ như lỡ mà em cãi anh gì anh bay vào đánh em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe. Không được thì dạ, quá thì anh bỏ anh đi thôi. Đúng rồi, bỏ đi chứ đừng đánh em nha, ai đánh em giận luôn á. Em thì không hút thuốc, nhưng mà rượu bia thì có, nhưng mà uống với mức độ giao tiếp thôi. Dạ. Uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh? Giao nhiêu tiếp nhiêu à? Hả? Vậy là em giao 3 kết anh cũng uống hết luôn. Đùa thôi. Về tình trường thì sao, mình có dạ, mấy mối tình? Dạ em có 2 mối tình nhưng mà nó không có tiến triển xa. Rồi, bạn trai. Dạ em có 2 mối tình. Mối tình cuối cùng thì chia tay nay hơn 1 năm. Chắc có vẻ là bên gia đình bạn gái đó là không có thích công việc của em. Nói công việc của em là không có đủ điều kiện để lo cho con gái người ta. Rồi bây giờ em muốn tìm một người thế nào em nói bên kia đi em. Anh ơi, giờ mình chơi trò hỏi nhanh đáp gọn đi anh. Đúng rồi, cho nó lẹ. Em hỏi anh trước đi. Anh có mối tình đầu của anh là bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu năm đó 23, 24 tuổi gì á. Ồ, vậy là anh yêu trễ rồi. Đúng rồi. Dạ. Anh bây giờ sống cùng gia đình hay là sống một mình ạ? Anh thì tự lập từ nhỏ rồi cho nên là đi làm đâu thì ở đó chứ dạ, nhà thì ví dụ như tuần lễ nửa tháng mới về chơi một lần. Dạ, em thích vậy đó. Ủa anh có ghen không anh? Có chứ, thương thì phải ghen chứ. Ồ, nhưng vậy mà hả? Mức độ thôi. Em cũng ghen lắm nha. Ví dụ em đi ra đường mà em thấy cái anh đó đẹp trai quá, em khen đẹp trai thì anh có ghen không? Đó chuyện bình thường mà, anh ra đường anh thấy đẹp anh cũng khen mà. Không, nhưng mà em á thì em khen thì được, nhưng mà anh mà khen là em sẽ quay qua em bóp liền. Bóp cái gì? Bóp cái gì? Là giả cái bóp liền. Người bạn trai của mình đó. Dạ. Mà công việc nói chung là làm ra tiền ít hơn em thì em có khinh thường dạ, công việc của ta không? Dạ, cái đó là cái vấn đề đó là hiện tại của anh thôi, nhưng mà chưa biết đâu được, sau này về em với anh làm ăn nó khác. Vậy được. Anh yên chí chuyện đó đi. Dạ. Thôi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn một người bạn nam là cao hơn em, đẹp trai, sáng láng, cười có duyên, hiền lành, tốt bụng, đừng có dữ quá, em sợ dữ lắm. Em thì em rất thích con nít, chung là khả năng chăm em bé của em rất là tốt, rất là ok. Sau này á, nếu mà có cơ hội đến với nhau á, về nhà thì việc nhà em sẽ chu toàn hết. Nhưng mà em có sở thích đi du lịch, mà em thích đi du lịch Thái Lan. Em cũng có một bạn idol ở bên đó, là mỗi năm là em sẽ đi một lần. Dạ, nhưng đi chung mà phải... được không? Dạ đi chung được. Vậy quá tốt, có người gì đâu gọi em xuống. Vậy thì được thôi, chuyện nhỏ chị duyệt luôn, anh không cần trả lời, chị đồng ý. Anh duyệt không anh? Anh duyệt. Vậy em cảm ơn anh trước nha. Vậy thôi đó hả, yêu cầu bạn trai vậy thôi là dạ, đúng rồi. Bây giờ em đưa ra yêu cầu, anh thấy bên đàn trai là đáp ứng gần như đủ đó. Còn mình đưa ra yêu cầu sao? Nói chung cũng vui vẻ, hòa đồng giống như em vậy đó. Cô gái nãy giờ vui không? Dạ vui, em thấy vui lắm rồi đó. Rất là vui ha. Đàm thắm nói chung là dễ thương, đẹp thì không cần xuất sắc đâu, nhưng mà dễ thương là phải có. Em cảm giác nãy giờ cô gái bên đó đầm thắm không? Nói chung là... Khoan nhận xét anh đi. Tại vì em có nhiều cái điên chưa bộc lộ. Có thể là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ, cá tính á. Dạ đúng rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi. Dạ em chào anh. Chào em gái. Long An là hát cái lương được nè. Em lên câu thử nghe coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi. Chờ nỗi mong chờ. Long An ơi chung thủy đợi chờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không anh? Rồi, được rồi. Bên đây yêu cầu như thế, em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm của đàn trai? 100%. 100% luôn. Ghê. Đây cô gái tự tin ha, nãy của nó hát hay này kia. Đúng rồi, tự tin, em ở Long An mà phải tự tin chứ. Long An chung dũng kiên cường. Vậy tự tin càng tốt nha. Dạ, đánh trận nào thắng trận đó không anh? Đúng rồi, nhưng mà có những thứ mình phải kiềm chế, không phải tự tin quá nha. Dạ. Đàn trai hơi hiền, em đừng ăn hiếp đàn trai nha. Ủa hiền lắm anh? Hiền. Ôi em thích vậy á. Trời ơi, thích ăn hiếp hả? Nãy giờ chị chưa hỏi bạn trai là có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Bạn gái nóng tính quá. Em thì cũng hơi nóng tính thôi, nhưng mà nếu bạn gái nóng tính đâu thì em sợ là em nhìn không nổi. Đừng có cằn nhằn hoài. Nấu một lần nghe được rồi, đừng có nấu hoài, nói nhiều em nghe nhức đầu lắm. Ăn mặc với lại make up đầu nó lè lẹt quá thôi. Cũng thuộc loại khó tính này. Gia trưởng thì mình có gia trưởng không em? Dạ không, em dễ chịu lắm. Dạ. Còn anh không gia trưởng mà nãy giờ anh căng make up nữa không được nữa. Vậy em đi đám cưới em để mặt mộc đi hả chị Tường? Có nghĩa là không phải. Đừng có lòe lẹt quá, đừng không em không thuộc cho diện là da bị dị ứng nên ít khi nào em make up lắm anh. Vậy ha. Dạ. Sau này là mình dự định là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì em đang làm việc ở quê của em, nhưng mà thí dụ như sau này có gặp bạn gái rồi á thì hai đứa sẽ tính bàn bạc. Ví dụ như mà thấy ở dưới có điều kiện làm ăn kinh tế phát triển được thì mình ở đó mình làm, còn không thì có thể ở đâu cũng được. Đúng rồi, nhau được rồi, với lại công việc nó ổn định, kinh tế ổn định là ok rồi. Rồi, được á, cặp này cũng hợp lý á nha. Cái mặt có nét giống nhau á. Giống hả chị? Dạ, hơi giống. Chị bữa nay anh mặc áo gì đi à chị? Áo trắng. Trời ơi, xấu xa. Không, em thích nè, bạn nam bận áo trắng. Em ghét lè lẹt, em ghét nam mà chồng cái áo màu đỏ, màu hồng, màu vàng đi ghê lắm. Trời ơi, bận cái áo trắng lên nhìn nó lịch sự mà ở đâu đi đâu cũng được, cũng đẹp hết. Màu xanh được không? Anh Quyền Linh đã có bông có chậu rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Dạ em chào chị ạ. Em xin thì em tên là Trang, em bạn thân của Duy. Em thấy bạn trai bên đây sao em? Dạ em thấy cũng được ạ. Nói chung là anh cũng hiền quá, nhưng mà anh hiền quá thì bây giờ sang hiếp á. Kia dữ không? Bé nói vậy thôi chứ bé không có dữ đâu anh ơi. Nó lên này nó nói đại cho nó khỏi bị hiếp thôi á. Em ở ngồi thì em nhìn hợp á, nhưng mà quan trọng là hai bạn. Rồi bạn trai mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ với em trai của em. Dạ con chào bác, chào em. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em cháu gái và quý vị trong trường quay. Em là mẹ của ông Phương. Phương thì tánh tình nó rất là hiền. Nó tự lập từ hồi nhỏ, cho nên nó cũng hòa đồng mà nó thích bên văn nghệ dữ lắm. Thì theo nhận xét thì cháu gái bên đây thì thấy cũng được, cũng hai đứa là ca hay là thấy cũng thích rồi đó. Mẹ đồng ý rồi đó. Bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn tiếp xúc rồi nói chuyện coi hiểu nhau không. Mở rào. Rồi hai bạn rồi. Có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Chúc em luôn xinh đẹp như những bông hoa này. Dạ em cảm ơn anh. quay mặt qua kia nói chuyện đi đó. Theo nãy giờ tiếp xúc qua cái hàng rào này thì anh có cảm nhận gì về em không? Hồi nãy thì anh nghe giọng nói của em là anh đoán cũng dễ thương rồi, mà không ngờ quay mặt ra thấy dễ thương hơn nhiều. Em biết chợ gạo không? Em không biết, em chỉ biết Gò Công thôi, tại em có người bạn ở đó. Vậy hả? Lỡ mốt sau này hai đứa thích nhau xong rồi anh muốn chợ gạo được không? Dạ, ở đâu phát triển được thì mình ở đó anh. Anh ngồi bên đây anh nói, anh nói vậy đó, rồi em thấy anh là một người như thế nào? Em thấy anh buôn bán nhưng mà có vẻ như là chắc là do nghiệp vụ của anh thì anh mới nói nhiều thôi, chứ bình thường thì chắc là cũng ít nói và rất là nghiêm túc. Anh nói nhiều lắm. Anh ngoài cái công việc là sửa điện thoại á, anh còn tham gia mấy cái chương trình, nói chung là cộng tác viên của Đài Truyền Tiền Giang. Nghĩa là anh cũng có tham gia mấy cái hoạt động ở xã với phường. Khi nào anh đi đó nhớ dắt em theo nha. Anh sợ là anh bận quá rồi không có thời gian để chăm sóc quan tâm em đó chứ. Không sao đâu, mình thương nhau thì cái gì mình cũng bỏ qua được hết anh. Còn nếu mà không có tình cảm thì cái bắt cái lỗi nhỏ thì mình cũng nói được. Anh nghĩ là khi mà lập gia đình rồi thì mình sanh bao nhiêu thì được rồi? Từ 1 tới 2 là đủ rồi. Theo em thì quan trọng là cái kinh tế của mình thôi. Tại vì em á là em quan niệm là lập gia đình mình có con thì tài sản chung của mình á là con, thì mình làm để mà mình lo tương lai cho con. Với lại anh thì ga lăng thì có mà lãng mạn thì tệ lắm. Không, một chút thôi cũng được. Giống như là khi nào Tết sinh nhật em hay là ngày kỷ niệm ngày cưới hay là cái gì đó, anh tặng cho em một cái bó hoa như vậy thì em cũng là ok rồi. Hoặc là dắt em đi ăn thôi. Đó là hiện thực. Thích cái gì đó em cứ nói anh. Anh đủ khả năng anh sẽ mua tặng cho em, chứ anh không thể nào suy nghĩ được là em thích cái đó để anh làm bất ngờ cho em thì. Không, em thích thực tế như vậy cũng. Tại vì lãng mạn quá đôi khi nó sớm, nó nổi da gà. Em thấy anh rất là hiền, tính tình thì theo như anh miêu tả từ nãy giờ chắc là thoải mái, rồi không khoái. Được cái nhiều khi em cũng hay bướng á, đến em cũng trẻ con lắm, thì chắc là sẽ chịu được cái đó của em. Hai đứa tìm một bài hát nào đó hợp nhau, hát song ca đi bạn. Anh biết hát bài Sầu Tím Thiệp Hồng không? Em hát đi rồi anh hát theo. Em hát trước. Từ lúc quen nhau chưa nói được lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười, làng môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn nơi ánh trăng soi con đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi, nói ra e lời mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như ngóng thư trong chờ, hồi âm đắng ngay trong lòng, chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không. Mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe say sớm tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiếng đưa. Lá thư chậm rơi từng lá nghe bồi hồi, từng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dần lên tím biết bao giờ cho quay. Rồi xong. Hợp lý quá. Rồi ngồi xuống đây em. Hát thì hợp đó, nhưng mà bài nó buồn quá. Thôi để em hát một bài em tặng bạn gái. Dạ em cảm ơn. Đây là tỏ tình của em luôn. Lời tỏ tình đi ha. Hát đoạn thôi. Rồi bắt đầu. Trời đã xé sợi chỉ hồng, để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta bên hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương vẫn tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trắng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trầu cao. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ xem thật sự đối phương có phải là người mà mình mong muốn hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất tình cảm, bây giờ hai bạn cũng rất hợp nhau nhiều vấn đề ha. Thôi, hôn đầu tiên nào các bạn. Rất dễ thương. Đây là... Dạ em được 2 mối tình chị. Vậy mà nãy em nói em nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. 17 tuổi. Em cô trước hả? Vậy bạn gái nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. Cái ông chủ ông suối á, nói là nói lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. Sau đó em mới nói em 24 tuổi. Mời bạn Nam. Rồi, chào bạn. Ngồi với bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Chào em. Em tên là Lê Minh Đức Vi, 26 tuổi. Hiện tại em là thợ may áo dài, nghề của gia truyền cha. Nghề áo dài truyền thống hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Nhân Thuận, quê em ở Tiền Giang. Hiện em đang công tác ở quận 7 bên ngành điện lạnh. Tiền Giang là huyện nào? Dạ em ở huyện Cái Bè. Mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống chè, không giới gú, không tam đổ tường. Tam đổ tường là sao em? Tam đổ tường mà em nói em không có tam đổ tường, vậy là em có cái gì tường? Dạ có nhậu chị. Nhậu nhiều không? Dạ cũng ít rồi chị. Thường vô nhậu xỉn vô thì làm gì? Dạ ngủ rồi chứ đâu gì chị. Ngủ được chứ đừng có quậy nha. Dạ đâu có chị, tuổi trẻ mà đâu có. Có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm anh. Thí dụ? Dạ làm biếng. Tây hay gọi là làm biếng nhất Tây á. Gọi gì nữa? Hay ngủ nướng. Nhát gái không? Nhát gái. Ngủ nướng mà làm biếng nữa. Rồi có tắm rửa nhà cửa, có quét dọn gì không? Dạ nhà nửa tháng quét lần chị. Rồi bao lâu? Tắm cũng cỡ nửa tháng tắm lần đúng không? Dạ tắm ngày nào cũng tắm. Nửa tháng tắm lần luôn chết luôn à. Rồi mời bạn gái. Dạ ưu điểm của em là khi em làm việc em rất là tập trung. Còn khuyết điểm của em thì bao la. Rồi thử vài khuyết điểm. Dạ em mê chơi game. Trong lúc em chơi game em rất là nóng, nên không thích ai mà tác động vô á. Mà thường em chơi game là ai là người hay tác động em nhất? Dạ anh hai em. Rồi chơi em chơi dở này kia vậy đó. Rồi em phản xạ tự nhiên. Em làm gì ổng? Dạ thì tay em hơi nhẹ vô người ổng. Hơi nhẹ thôi hả? Dạ hơi nhẹ, đánh nhẹ chị, nhẹ cho ngọt á. Đánh nhẹ thiệt nhẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Không phải là xấu mà là em thích chế biến món ăn đó chị. Vậy tốt chứ, chế biến gì? Không là em chế chứ không phải là... Anh hai em hay kêu em chế linh tiên sinh lắm. Em ăn mì với cháo. Mì gì? Mì gói hả? Mì gói xong em bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra? Dạ, rồi em nấu với cháo. Nấu với cháo. Xong rồi cá mồi rồi em nặn chanh lên em ăn. Bỏ cá mồi vô rồi nặn chanh lên ăn. Ăn được không? Dạ, em ăn thì em thấy ngon đó. Ngon lắm hả? Dạ. Để lát về chị làm thử coi, rồi là mì gói bóp ra. Dạ đúng rồi. Xong chị rồi em có nấu thể cháo. Nấu cháo vịt cũng được. Nấu cháo vịt cũng được. Rồi cháo kia cũng được. Rồi đổ cá mòi vô. Dạ. Dắt chanh lên. Nhưng mà cá mòi chị hơi dầm ra xíu. Cá mòi dầm ra dắt chanh lên. Dạ. Mọi người về làm thử món nó ăn thử sao nha. Rồi món gì nữa em? Còn một món nữa là bò viên á chị. Bò viên. Xong em cắt ra. Cắt ra. Kho với tàu hũ. Xong rồi sốt cà. Kho với tàu hũ sốt cà. Dạ. Anh nói ăn là ghét cái mặt anh như bò viên. Em mốt em chế ra cái món cá hồi em xay nhuyễn, em bỏ đường dắt chanh làm nước chanh uống ngon lắm em. Cảm nhận của bạn nam sau khi nghe những món ăn của bạn nữ? Dạ chắc em cũng gán chị. Gán ăn đi em. Kệ phụ nữ mà người ta hay sáng tạo ha. Miền Tây có món cá tra nấu kìa ngon lắm em. Trời ơi. Sáng tạo phải sáng tạo tới vậy luôn á. À, mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình hơn 5 chị. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì xa quá. Tưởng đâu tại em cho anh ăn mấy món đó là anh chia tay chứ. Anh ở đâu mà xa? Cà Mau chị. Cà Mau. Tình yêu chưa đủ lớn rồi xa mặt cách lòng rồi chia tay luôn. Dạ. Bạn trai tình trường sao em? Dạ em được 2 mối tình chị. Rồi. Vậy mà nãy ông nói nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. À. 17 tuổi. Vậy em thua trước hả? Vậy bạn gái thì nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. À. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. À. Cái ông chủ ông suối á nói là nói lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. À. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. À. Xong cái em mới nói em 24 tuổi. À. Dụ dỗ gái ta. Và cuối cùng quen cô đó 22 tuổi. Dạ. Rốt cuộc là mình 17 tuổi. Dạ. Rồi quen... có gặp mặt nhau ngoài đời không? Dạ quen được 1 năm thì em mới qua bên nhà bạn gái em chơi. Gặp mặt thì em cũng thích chị. Xong rồi em tỏ tình với bạn gái em luôn. Tỏ sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em. Cái cậu đồng ý. Nhưng mà cô biết em là 17 tuổi không? Dạ không chị. Gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được 1 năm rồi á. Lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cô ấy cảm thấy như bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn. Cái tự nhiên cô giận cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Ôi gạt người ta làm chi gì không biết hả? Còn việc nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cô sợ là quen người chưa tuổi gì thành niên. Cô trốn luôn. Dạ mối tình thứ hai của em thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. À, sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi cũng xa. Ai mất cảm giác luôn. Dạ hai bên. Ô cha, 2 mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường là được rồi chị. Trời ơi, chị cảm ơn em. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Đừng nóng tính quá là được rồi chị. Cô chị nóng tính nó chơi game mà nhào vô là quýnh luôn á. Nhẹ. Còn em gái dạ, em thích tìm sao? Bạn trai thế nào? Dạ chào em gái. Cao mét mấy? Mét 9 chữ 20 cm. Trời giật mình. Tưởng đâu mét 9 chứ. Rồi sao nữa? Dạ sạch sẽ. Mà anh hơi làm biến không biết sao. Này nửa tháng mới dọn nhà lần đó. Rồi sạch sẽ, có sạch sẽ. Dạ hiền với có đạo đức thì được. Đây hiền khô, mặt coi vậy hiền khô à. Dễ thương lắm. Rồi. Dạ vậy được. Vậy được rồi ha. Dạ. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ ở dơ. Ở dơ dạ. Mày nửa tháng mới dọn nhà rồi. Với lại dạng như là không tôn trọng những cái nhân viên bán hàng á. Như mình mua đồ hoặc mua hàng gì đó. Mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua cái đó nhưng mình vẫn phải tôn trọng người khác. Nhưng mà có những nhân viên bán hàng một ngày gọi tới 50 lần vô điện thoại đó. Mua đất, bán nhà, bán cửa gọi hoài em bực mình không? Không, là cái người mua phải lịch sự với người bán á. Người ta không mua cứ gọi hoài 50-60 lần rồi sao? Thì mình cũng phải vui vẻ chứ không biết. Cũng vui vậy. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Anh đã mua, cảm ơn em. Vậy ha. Yeah. Cũng được. Nhớ nhà ai gọi bán đất, bán đai rồi tiền ngân hàng gì đó. Cười sát từ tối tới chiều cười hoài luôn nha. Rồi được rồi. Cô bên kia là cũng dễ thương. Đàn gái là... Để tôi qua tôi coi nha không? Được đó. Đàn trai cũng trắng như đàn gái luôn à. Đàn dâu được không em? Được phải không? Tốt. Rồi chào em. Ôi dạ, trời ơi sao nó ngược dữ vậy? Dạ. Đậm đà ha. Dạ. Mai mốt lấy vợ về mình có lên cái kế hoạch mình sinh sống ở đâu, rồi mình lập nghiệp như thế nào để phát triển kinh tế gia đình, nuôi vợ nuôi con chưa? À. Em cũng có dự định là nếu mà em có gia đình ổn định thì em về Cái Bè em mở cửa hàng điện lạnh. À, là làm dâu đúng không? Chắc không phải làm dâu rồi chị. Tại em cửa hàng của em mở thì em cũng ở đó luôn chứ đâu có. À có dạ. Cửa hàng riêng mình ở cái cửa hàng luôn. Thì dạ dự định của em là vậy chị. Cái Bè nhưng mà em ở dưới bè hay ở trên bè? Dạ ở trên đường vậy. Trên đường à. Mà bên nhà nhát gái mà chị ai đăng ký chương trình? Dạ ba mẹ em hối quá trời. Tại ba em thì tối ngày ông mở hoài luôn, ngày nào ông cũng mở hết. Mở gì? Mở bạn muốn hẹn hò à. Xem tụ tập. Rồi mẹ em thì bắt cho em coi hoài này, cho em thuộc lòng em lên đây. Mà lên rùng quá. Hả, giờ đâu có thấy thuộc lòng gì đâu. Rùng quá trời. Rùng quá trời luôn hả? Dạ. Giờ cái nhiệm vụ em là làm sao cho con team bên đây mà lên tiếng là coi như được. Dạ. Rồi cố gắng lên nha. Ủa ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Cha mẹ. Ủa cũng cha mẹ luôn hả? Dạ. Rồi cha mẹ cũng mê chương trình mà muốn hẹn hò? Dạ fan ruột luôn á chị. À rồi ba mẹ có nói là chừng nào gả không? Dạ tầm khoảng 1 năm rưỡi thôi. À, 1 năm rưỡi. Dạ. Rồi vậy cũng được. Hay ha, hai bên cha mẹ đăng ký cho em tham gia chương trình. Hôm nay có đi với ba mẹ không em trai? Dạ có đi với ba với em trai em. À rồi chào chú. Xin chào là chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi cha Thận. Chào cháu. Dạ, chào quý khán giả trong trường quay. Thận đây á thì nó ngoan hiền, lo cũng lo làm ăn nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ, có tính tình hơi nhút nhát. Cháu đây thì thấy đẹp được. Cảm ơn. Bác mong hai con cũng cho nhau cái cơ hội. Rồi dạ cảm ơn bác trai. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ với dì. À đi cho cha mẹ với dì nữa. Dạ chào bác. Xin chào chú Quyền Linh đẹp trai. Xin chào cô Cát Tường rất là dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay rất mến. Chú chào con. Dạ chào chú. Chú á mới tiếp xúc với con có một chút à, nhưng mà dạ. Chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ. Con vui lòng trả lời rất chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc. Thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ có 4 anh em trai. 4 anh em trai, con thứ mấy? Dạ con thứ 4. Rồi bây giờ chú hỏi con câu này. Nếu đem sự nghiệp và gia đình thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Gia đình chú. À con chọn gia đình ở trên. Rồi nếu như trong khi con lập gia đình thì hàng trăm đức tính thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Chắc chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này, người ta nói nguyên bá nhất ngôn vi tu thân. Thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thường. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt ai cũng chịu đựng được hết. Quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu. Đại khái như chú ngày nay, cũng vậy chú nghe lời vợ nó không hư con. Thím nói gì chú nghe. Đó chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy? Tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng. Dạ. Trời thôi có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, Đức Huy, tức là cha nói với con như thế này. Cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con. Và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Dạ. Mời chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn. Mở đầu. Quà tặng em. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh dễ thương, mạnh mẽ. Không biết em học may được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ chắc may giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên nghề may á. Dạ. Cũng may đồ với em vậy. Dạ. Dạ. Anh đi trên Sài Gòn vậy bao lâu anh về quê một lần? Chắc chừng 1-2 tháng. Dạ. Nếu có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, đôn. Hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ xin hết. Anh cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ, nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Em trai. Tim đập mạnh chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ, đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Rồi hai đứa tính, thí dụ yêu xa vậy, tính sao nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Trên đây thì cũng xa nên nếu mà chắc cỡ một tuần, hai tuần mới về được chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Thôi Cái Bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng qua cái cầu là tới rồi. Hôm qua phà Dầm Cống là chỗ nào ta có làm gì đó. Phà Dầm Cống. Dầm Cống là đi Long Xuyên không ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợi em có đi qua đó em chạy bị ăn khúc nó vô Cần Thơ. Trời ơi ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên. Mà em cũng không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy là rất là thích bạn nữ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Thì giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. Nếu thương em thì anh chắc về Cần Thơ làm với luôn á. Rồi, còn ba mẹ anh thì sao anh? Ở đó cũng gần, mà nếu mà về quê thì gần chạy về thăm bình thường mà. Nói chung mà nếu mà quen được em á, thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em, nhưng mà nói chung là đủ để yêu thương em. Dạ. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nha, máy lạnh nhà em hư thì sao? Em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Ủa cái nút đây nè. Đi qua cầu Mỹ Đức Tây. Rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau trước đi hai bạn. Sao bấm sớm vậy cưng? Em sợ nút không em? À, nè. Dễ thương quá ha. Bây giờ á, nắm tay trước cái đã. Trời rung lên. Dạ, thưa hai bác, thì hôm nay đến chương trình được quen em Vi thì con rất là vui. Nên con xin phép hai bác cho con được quen em Vi. Và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho em Vi. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ, con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Đúng chưa? Được rồi. Đúng tóc đâu có được. Thôi dùng. Rồi, thôi được rồi, hai đứa nắm tay nhau đi nào. Nhau đây là vé xem phim ha. Của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng dẫn nhau xem phim. Lắm vậy ta đau cái tay người ta kìa. Đúng rồi đó. Hôm nay hai gia đình có mặt rồi. Đồng ý rồi, hẹn hò phải chăm sóc em gái nha. Mối tình thứ nhất của con á là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bạn được. Xét nghiệm cái gì con? Dạ, xét nghiệm HIV. Xét nghiệm HIV. Anh ơi, anh săn sale Shopee còn em săn sale Lazada, vậy hai đứa mình mà hợp lại thì nhà mình còn gì không anh? Wow, còn chứ em. Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. Và bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa ạ. Dạ nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3. Con có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ, tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tìm một bạn gái thì chung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu. Em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò. Họ hiền quá, họ trong veo như những giọt sương mai vậy quý vị. Trong cuộc sống luôn luôn có những người như thế. Chúng ta cần có sự kết nối để họ có thể hạnh phúc hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia và chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện tại là đang làm bên sale bất động sản ở Bình Dương và hiện tại cũng ở Bình Dương luôn. Khánh 32 tuổi, quê Vĩnh Long, ở Bình Dương. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Con xin chào cô chú và quý khán giả trong hội trường. Con tên là Đặng Kim Anh, năm nay 32 tuổi, sinh năm 88. Tại Hà Nội, con và gia đình sinh sống thời gian dài tại nước ngoài, sau đó là đã quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm sinh sống. Con tốt nghiệp dược sĩ và đang làm tại bệnh viện ở quận 5. Con tốt nghiệp dược sĩ hả? Dạ. Gia đình mình ở đâu? Gia đình con ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình. Mình nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Khánh. Em thì làm bên sale thì ưu điểm mình là dễ hòa đồng, cũng dễ tạo thiện cảm với người khác, cũng có thể là hơi nói nhiều một xíu. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của mình thì do hội trường đông quá thì nó hơi hồi hộp một xíu. Cái đó không phải khuyết điểm đâu, ai cũng bị cái đó cả. Khi ngủ thì hơi có ngáy một xíu. Ngủ ngáy hả? Hơi nhẹ. Ai cũng ngáy, nói chung là giờ cứ bự bự một chút là ngáy rồi. Dạ. Không phải khuyết điểm luôn. Còn mình nói sơ một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Dạ, ưu điểm của con là con có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ rồi. Tiếng gì? Tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tiếng Nga và tiếng Anh. Dạ, con cũng tương đối là lạc quan, sống rất là lành mạnh. Con thích các môn thể thao. Ví dụ như con thường xuyên đi tập gym và tập yoga và đi bơi và chạy. Ủa Kim Anh ơi, tiếng Anh thì mình dễ biết rồi, đó là ngôn ngữ mình phải học, còn sao mà biết tiếng Nga nữa? Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À, vậy à? Dạ, cũng gần 20 năm ạ. Ồ. Hồi con còn rất là nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì gia đình con đã về Việt Nam cũng hơn 10 năm ạ. À, từ nhỏ đến lớn sống ở Nga đúng không? Dạ. Vậy là nói tiếng Nga như tiếng Việt luôn đó. Dạ. Vậy thì cho cô biết luôn là con có mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? À, dạ chưa ạ. Trời ơi, chứ cái thời gian ở bên Nga con không có quen bạn nào sao? Bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm, con chú trọng việc học tập và việc nhà. Lúc đó thì còn quá nhỏ nên chưa có để ý quan tâm đến cái việc tìm bạn trai. 33 tuổi mà chưa có mối tình nào cả. 32 phải không? 32 tuổi. À dạ. Còn Khánh? Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3. Khoảng 3 hả? Dạ, thời học sinh thì cũng có yêu đơn phương. Rồi, học sinh. Dạ, lên đại học thì cũng có lúc đầu là bạn thì cũng 1-2 năm gì đó, rồi sau tìm hiểu, rồi năm cuối thì có nhiều dự định quá nên là không ấy nữa. Rồi. Lúc mà đi làm thì cũng có quen nhưng mà chắc không có nợ. Quen lâu không? Thì cũng là bạn thôi rồi. Dạ. Vậy cũng là bạn thôi mà. Bạn rồi cũng tìm hiểu nhưng mà thấy thì thôi thì nó cũng không chưa hợp. Có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì nó cũng đơn giản lắm, thì tìm một bạn gái thì chung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu, hợp tuổi xíu là được. Hợp tuổi. Dạ. Chào cưng. Cưng muốn hợp tuổi là tức là sinh năm bao nhiêu? 94 hoặc 92 hoặc 88. 88 là bên đây 1988 luôn nè. Mà chưa từng yêu luôn á. Dạ. Tinh khôi như là cái áo dài trắng cổ bận vậy đó. Có áp lực không cưng? Dạ không. Không áp lực đúng không? Dạ bình thường. Có thể chịu trách nhiệm được đúng không? Dạ được. Hắn cũng đâu yêu nhiều đâu, cũng yêu mới chút chút là bạn rồi. Sao biểu 4 năm mối tình? Không có 3 mối nhưng mà giống như là bạn bè rồi yêu nhau có sơ chưa tìm hiểu sơ không được thì thôi à. Qua coi nhà gái coi học ở Nga 19 năm 20. Trời ơi, như cô gái Nga nha. Không, vẫn là cô gái Việt ạ. À, giờ hát bài tiếng Nga nghe coi. Ta nói là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì con sẽ tặng bài hát đầy nụ cười. От улыбки грустный день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Tức là tôi nghe tôi không hiểu gì hết, mà tôi chỉ hiểu có một chữ là chibia thôi. Chibia là Yalublu chibia đó. Yeah, là có cái yêu ở trong đó đó, phải không? Gặp bạn gái là qua nói liền Yalublu chibia. Là cái gì anh? Thì nói đại gì đi. Là anh yêu em đó. Yalublu chibia. Dạ. Mình phải biết. Mình phải biết Yalublu chibia. Dạ. Yalublu chibia. Lu chibia. Ờ đó. Dạ. Yalublu chibia. Yalublu chibia. Đó. Bây giờ cưng muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con mong muốn là bạn đấy mặt ưa nhìn, hiền lành và cũng nam tính, càng cao càng tốt. Bến cao nhiêu? Cỡ 70 đổ lại. Mét 70 phải không? Ừ. Có nam tính không anh? Nam tính đúng không? Mà. Nhanh nhẹn, tính hóm hỉnh. Con ghét đàn ông điều gì nhất? Có những tật xấu như là hút thuốc lá, bia rượu qua đà, cờ bạc, càm ràm. Càm ràm. Đàn ông mà càm ràm là mệt lắm luôn á. Có những điều đó không Khánh? Thì hút thuốc thì em không có rồi đó. Còn ví dụ như bia rượu thì cũng có, xã giao mà tiếp khách hàng á. Là... Còn mấy kia có không? Càm ràm có không? Không. Vậy tốt rồi. Thôi mình để ý người nhà góp ý kiến đi. Đúng rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và bạn đồng nghiệp cũ ạ. Là em là bạn đó đúng không? À dạ bạn. Ừ. Con muốn bạn nói hay mẹ nói? À dạ bạn con nói. Bạn mời bạn. Cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả các bạn. Em là bạn của chị Kim Anh ạ. Theo em nhận xét về phía bạn trai bên đây thì anh cao ráo, cũng hiền lành. Do chắc anh là môi trường xe bất động sản thì có vẻ anh có hơi hoạt bát. Nếu mà chị thấy được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi. Ok. Rồi bên đây em đi với ai? Khánh đi với ai vậy? Dạ em đi với cha với chị họ. Cha luôn ha. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào quý vị khán giả trong trường dây ạ. Tôi là cha Nguyễn Văn Khánh ạ. Thì nhận xét của cha thì thấy con bé cũng dễ thương, cũng hòa đồng. Cha cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được gặp mặt nhau để tìm hiểu nhau. Còn chị đâu? Chị đâu cha? Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con chào chương trình. Con là chị họ của Khánh. Về phần của Khánh á, thì con thấy Khánh công việc ở ngoài là Khánh rất là hoạt bát, năng động, nhưng mà không có biết làm việc nhà. Còn về bạn nữ thì con thấy bạn rất là dễ thương, con nghĩ là sẽ hợp với Khánh, nên là con mong là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Dạ con xin hết. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào đi, bắt đầu việc của mình nha Khánh nha. Là chinh phục. Em xin cảm ơn anh ạ. Có chút quà cho anh, mong anh luôn giữ gìn sức khỏe. Thì đây là cái combo chống dịch là khẩu trang vitamin khử khuẩn với lại số ghi chép có thể là anh sử dụng trong công việc hoặc là anh ghi các tâm tư của anh trong đây. Rồi em cảm ơn em. Quay lại đó, đối diện đi, đang ngồi đối diện nói chuyện nè. Khánh nhớ câu gì không? Yalublu chibia. Spasiba. Spasiba là cảm ơn á. Dạ, không biết. Rồi Khánh về chỗ ngồi đi nào. Hai bạn có thể cảm nhận về nhau về lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ thì em thấy bạn gái cũng dễ thương. Lần đầu là em thấy cũng được. Nhìn giống như là đóa quỳnh hương vậy đó. Dạ. Thì không biết là em thấy anh sao? Anh thấy anh mặt cũng dễ thương, hiền. Em có thích trai miền Nam không? Trai miền Nam thì em thấy rất là nhẹ nhàng. Thực ra em cũng chưa hẹn hò trai miền Nam hả? Em chỉ có tiếp xúc cùng bạn bè thì em thấy là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, dễ mến. Thật thà chất phác đúng không? Thật thà chất phác ạ. Dạ. Em sống ở thành phố à? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Khánh anh gặp cái là anh hết hồn liền, coi như anh không còn cái hoạt bát của sale bất động sản nữa. Anh hơi bị quýu rồi đó đúng không? Dạ, lên đây hơi bản lĩnh lên coi nè anh, bản lĩnh lên coi nè anh Khánh ơi. Hỏi em đâu mình hẹn tuần mấy lần gì đó, sở thích em là gì? Không biết là em thích nhất là cái gì à? Em cũng thích các hoạt động thể thao. Thì mình có thể đi đánh cầu lông, đi bơi, đi chạy cũng được. Sao không có một cái cặp nào nói là thích đi coi kịch ha? Trời ơi, không, ta có nhà tài trợ. Có thiệt ma. Ừ, cái nhà tài trợ bự, thiệt là bự, ngồi sau lưng mà không một người nào nói thích đi coi kịch. Giận ghê luôn. Vậy là em thích phim ảnh, kịch ma cũng thích. Thế anh thích gì ạ? Không, thì thích đi du lịch nè, hoặc là đi xem phim. Nói chung là cũng thích đi lắm. Hẹn hò thì cũng dễ lắm, quan trọng là ở em thôi. Trong tuần, ví dụ như khi nào em rảnh, ví dụ như là thời điểm nào mình có thể đi được. Dạ. Cho em xin hỏi quan điểm về tình yêu cũng như là về gia đình của anh ạ. Tại vì môi trường của anh là làm bên kinh doanh á, thì em cần cái sự là ví dụ như là tin tưởng lẫn nhau. Tại vì nhiều lúc thì anh phải đi tiếp khách hàng này kia, nhiều bạn nữ người ta nghĩ là tiếp khách hàng lâu á thì sợ này kia, cần cái sự chung thủy trong đó, chủ yếu là vậy thôi. Đối với em thì cũng tương tự như vậy, chung thủy là cái tối thiểu rồi. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến việc kết hôn? Nếu mà tình yêu đủ lớn á, thì mọi việc suôn sẻ, thì em dự tính khi nào? Nếu mà suôn sẻ mọi việc thì không nói về thời gian được, nhưng mà trước mắt thì cũng chắc là phải có thời gian để tìm hiểu nhau, tại vì cũng mới gặp. Thì em nghĩ là thời gian của em là cỡ nửa năm. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà chưa có biết yêu đương là như thế nào cả, cho nên rằng là trong nửa năm đó là Khánh phải làm việc gấp đôi gấp ba những cái mối tình bình thường khác. Bạn gái cần mọi lúc mọi nơi là mình phải có mặt. Không cần cũng có mặt luôn. Trồng luôn cây si trước cửa nhà luôn. Được không Khánh? Dạ được. Được đó. Em bước tới nắm tay Kim Anh ha. Rồi Khánh có thể hát một bài nào đó để tặng Kim Anh. Không biết hát gì luôn. Kệ, hát gì cũng được thì bài bất động sản gì đó, đất lên đất xuống gì đó. Ở miền Tây á thì chủ yếu hát dân ca thôi chứ... Rồi dân ca giọng cổ cũng được cho nó lạ. Ngoài đồng còn đám mạ non, ruộng sâu chứa cấy mà em đi lấy chồng. Mai rồi ai sẽ giận công, cùng anh tát nước be bờ hỡi em. Bây giờ Khánh hãy hỏi một câu gì đó, mình sẽ tiến hành bấm nút ha. Hay Khánh có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Đến với chương trình này á, là cũng là một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Trên đất nước Việt Nam này thì hơn 90 triệu dân ấy, thì mình thấy nhau cũng là một cái duyên. Mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu thử. Còn em sao nha? Cũng như anh nói thì trên trái đất này bao nhiêu con người mà mình tình cờ gặp nhau là cũng có cái gì đó rồi. Mong là mình sẽ tìm được người phù hợp cho nhau. Rồi, về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Nghĩ rằng tụi em cũng đủ sức có thể cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể hướng tới hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Kim Anh không bấm. Dạ, cũng như là con mới nói xong là mình cũng lên đây thì mong là mình sẽ trở thành bạn của nhau. Không nhất thiết là không bấm ở trên chương trình này mình sẽ không trở thành cái gì đó của nhau sau chương trình. Con cũng muốn là cho cả hai người tìm được cái người phù hợp của nhau. Điều này chính xác, nếu trái tim mình chưa rung động, mình không cần bấm. Một chút tiếc nuối nhưng không sao, có thể là những người bạn với nhau. Chương trình gửi tặng đến bạn. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Ồ. Thường đấy con nít đó, súng răng ha, rồi tóc tai, rồi rủ rượi ha này kia. Vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, đó. Mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên người ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào em, chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ, không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà, hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định ha. Dạ, để thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn, chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy ta. Cá tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn đó, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi lúc đó rồi mà mới thành thơ dạ. đúng không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên mới gặp 15 dạ, giây thì... 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là như thế nào đánh đó, ha? Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau. Nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn? Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại tức vì... là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao người ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó. Và em làm được là cho em cơ hội, em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm dạ. sự, thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng, nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên Rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân ơi, nghe giọng thì rất khó lắm. Em có 2 tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em vậy thì thành công đây dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai? Trời, hình lúc nhỏ chị đó, lúc nhỏ đó chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng là khó đoán, xấu nhất á, nhưng mà em đoán là cái bạn này. Ồ, thường đấy con nít đó, súng răng ha, rồi tóc tai, rồi rủ rượi ha, này kia. Vậy thì thành công tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, không? Mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác cho nên người ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Bạn đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm ha, kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân hả? Của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái, chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Dạ, nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi. Thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha. Và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có 4 đứa con, 3 gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà 3 cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấy dâu tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. Em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống bạn. Đây. Ôi, rất là chu đáo luôn nè. Để em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm mà bạn rất là sâu sắc đó nha. Anh ơi em tặng cho anh có thể mở ra ạ. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị run run rồi đó. Nó bị quýu hay sao á. Chị để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. Em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18-19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì rồi. Qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình em cũng cho qua, hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ, em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàng huyên thì bấm nút Nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ là một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Anh có muốn nghe không? Hát luôn đi. Một đoạn nhỏ thôi à. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Tôi mọc tóc luôn đã. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về văn hóa văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á, thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn hơn em nhiều tuổi à. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn rất là tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào. Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Hay quá, bạn trai mình đẹp trai á chị, là hơi bị ấy á chị. Hả? Kỳ vậy? Bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn, cỡ thùng hay sao á chị. Cái gì? Tình trường là em là cao thủ rồi anh, chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Mời bạn Nam. Rồi, chào bạn. Rồi, chào anh. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Em xin gửi đến MC anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời ơi. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơi quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy á chị. Hả? Ủa, hơi ấy là hơi sao? Dạ, hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy không? Dạ không chị ơi. Vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ. Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy đâu em. Dạ, tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy á phải không? Dạ đúng rồi. Rồi một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy giùm em nha. Dạ, kiểm tra coi sao. Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ. Có ai nói em ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói nhưng mà trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn men? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy là đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi bữa kho đủ thứ kho. Dạ không anh ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ, được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không ai hơn em hết á. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ đó, lúc đây lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi, sao em nói thiện nha. Thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sao thấy ghê quá vậy. Rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á, nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời đất ơi, nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi, chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng nữa sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng, nhiều người chị. Sức em uống được mấy chai? Chắc cỡ 5-6 chai gì thôi chị. Thiệt không? Nhìn... thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh Linh. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ vâng. Còn em trai? Dạ thì đặc biệt là rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình giận giận mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sau thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng qua đôi khi. Đâu thử về em về hớt tóc em hát anh nghe thử thôi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai Tin Sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mẹ mà đùi của em đã được vô vòng tứ kết đó anh Linh. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú nhân, phu nhân ơi khăn chàng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự, thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ Tình Giang nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện làm mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi nhớ chữ hùng nó luôn một hơi chứ ở đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 2012 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kết, tại thi 3 tỉnh đó chị. Là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề, em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó. Vậy hả? Dạ. Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu hết đất thử rồi, hết đất thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nói chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi, được rồi, được rồi. Khỏe không? Ổn không em? Ổn vậy. Nhịp tim đập bình thường không? Dạ bình thường vậy. Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà ảnh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành, thấy không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào nha. Em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy không chứ bình thường nữa là men bình thường. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. Rồi khúc sau. Nhưng mà về cái khoản là yêu đơn phương. Yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời ơi, kỳ vậy, ai mà cô gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu. Tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy thêm nùm nước liền. Em hay mơ mộng lắm chị. Em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em ơi, lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Vậy trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ gần tôi ship vô cái là độc thân bền vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây. Với ấy bên kia. Ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là chắc chắn. Không ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy. Rồi. Thứ hai chắc chắn là con bạn... ấy là lên đó. Thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Nãy giờ nói lo được hết đó, lo cho vợ, lo cho con được luôn anh nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Dáng dốc sao rồi, cao thấp thì mà. Bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em có 61 là lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Tí quên. Em đi, cao nhiêu? Đi giày chứ dạ, quên. Em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có không gì có đâu, qua bắt ghế thôi em, không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Không có điều gì dạ. Không thích nữa người con trai. Đừng keo kiệt quá. Gia không. Trưởng. Bạn mới đi thoáng. Không keo kiệt, không gia trưởng đâu em ơi. Dạ với lại bạn đó phải lãng mạn với ga lăng một tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với một tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó. Nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn gì nữa không? Mưa anh? Mưa. Tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Dạ. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình Hò Hẹn này hai con đến được với nhau thì cô rất mừng. Dạ. Cảm ơn bạn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em đóng cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cây xương rồng nó không có nước, nhưng mà anh sẽ truyền nước vào vậy. Anh nó có gai anh. Vậy anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai vậy em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Khi mà mở cái rèm đó thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh, thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến. Cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu tụi chơi xuống dưới thì em thấy cũng không ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái máu đó rồi, cái máu cái nghệ thuật trong người rồi đó, nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tiêu dưới bức tường, cái em không có thấy được. Thì anh hít lại cho em coi được không? Đó rồi. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thấy không? Khuyến mãi luôn thấy chưa? Em luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? Anh năm nay anh sinh 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên tivi hay cái gì. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn, cho cô thích nào. Ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày những đồ trang trí, sinh nhật đồ trong đó, rồi có những cái sự lãng mạn đó. Nói chung là bây giờ một cái trái tim vào đó nó... Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó, dạ. Bây giờ em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó em biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn, coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng nó. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn than mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em, làm vợ anh, làm vợ anh. Tức là giờ em hơi bị đau họng thế, em không lên được xong cả chúng em. Do những cái ngày trước á em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình, lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé là cố gắng lắm rồi. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà em ảnh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức mình xin. Đúng là câu cuối lấy, thôi. Lấy hơi làm vợ chuẩn bị. Làm vợ anh nhé để cho người ta câu. Quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mãi mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Nhỏ. Đúng, anh luôn thông cảm với em tại em. Không, anh không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi phải không? Rồi, cố gắng hết sức rồi. Nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Đó, nó lại vậy đó. Thôi nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Cô bấm cái gì nữa? Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm mà bấm. Sợ bấm không đúng hả? Thôi xin phép bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Hồi đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn đấy, chưa yêu đó. Con xin bác gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa đầu, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Rồi cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa. Mình phải lùng xuống cho người ta hôn chi vậy? Dạ, ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ. Em thấy anh cũng run quá nên là em nhúng xuống cho anh hôn cho nó dễ vậy. Giờ vô làm vợ anh nhé đi nè. 2 3